em muốn theo anh làm công chuyện của Liễu Nora làm. Nó đối xử rẻ mạt với đàn bà như vậy, chứ không lẽ anh kêu tôi ở vậy hoài. Ý của tôi là chị không sợ chết giống chú ba à? Đừng có nói xui chứ. Má, bà Đông nó đang cầm xương mà cứ tưởng bợ. Còn mánh gì nữa? Nam Đen chém tôi à? Nó biết ông bán hàng của nó cho tôi thì ông cũng bị nó chém đó. Dám bà bầu làm được cái gì? Để thôi. Vì anh. Anh không cần em làm gì anh. Em hiểu. Nó có chuyện của Quỳnh Tiêu đời đó. Thôi đi.